yêu đời đi, chúng ta nhận ra cái tình yêu của Chúa ngay trong những cái biến cố bi đát nhất của cuộc đời. Đó là cái sự phân đi, xét về con người, một sự phân đi vĩnh viễn. Xin nhận đức tin mà chúng ta ôm ấp, bù đắp lại cho chúng ta, gắn bó lại cho chúng ta và dẫn chúng ta đi về với Thiên Chúa là nguồn tình yêu, cũng như dẫn đến đi vào cái tình thương của Chúa. Xin Chúa đón nhận lấy để đi như một người con, kiểu như Paulo nói là sinh sau để muộn, nhưng là người con Chúa yêu thương như mọi người con khác. Chỉ có tình yêu của Chúa mới làm thỏa mãn được tất cả những ước mơ của người ra đi cũng như những người ở lại. Chỉ có tình yêu của Chúa mới giải tỏa được tất cả những thắc mắc của chúng ta trong cuộc sống, trong cái bí ẩn của cuộc đời. Giờ đây, xin tình yêu của Chúa tràn đổ xuống nơi mỗi người chúng ta, để trong tình yêu